Cũng trong sáng nay, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng tổ chức trao quà hỗ trợ lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu tại đài. Theo đó, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng hỗ trợ lực lượng cảnh sát bảo vệ mục tiêu các phần quà là nhu yếu phẩm, vật tư y tế nhằm tiếp sức, động viên các chiến sĩ trong tổ công tác không ngừng phát huy truyền thống của ngành, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố.